Tam ơi, cái nào là của Tam vậy? Cái đầm cái lợn. Alo. Cái này đúng không? Cái này. Con cái này đi. À, ngày hôm nay các em là học trò hay là cô giáo? Học trò hả? Hôm nay tan trường mà chưa về nhà ở đây luôn à, đội trú à? Ồ. Con Lê xin trân trọng kính chào quý anh chị đại gia đình. Ngày hôm nay là con Lê đến với là nhạc sĩ Vũ Thanh. Tại vì nhạc sĩ Vũ Thanh có một người bạn là ca sĩ nổi tiếng tại hải ngoại, đó là ca sĩ Vũ Thanh, là người bạn của con Lê trong những lần đi diễn. Và hôm nay là biết được là tin là chú về quê hương. Cái việc đầu tiên là cái điều thiêng liêng là về để mà đón dỗ mẹ. Và hôm nay là có một cái niềm vui hơn là đến một cái môi trường thân yêu của gia đình. Thì tuổi này là ngoài 30 rồi, đã xa mái trường cả 10 năm hơn. Cho nên khi mà được chú mời đến môi trường, qua đây hân hoan và hạnh phúc đến đây, bước vào cổng trường nhìn thấy cái phòng học, nhìn những cái biệt thự lại nhớ đến ngày xưa, cảm xúc đầy trong lòng. Cảm ơn người tác giả đã làm một cái bài nhạc quá tuyệt vời. Phải nói là cái bài hát này trong nghệ văn nghệ sĩ Minh Thầm gọi là đây là bài quốc gia rồi. Dạ, quá là tuyệt vời. Tôi nghĩ là khắp cả đường, chỗ nào cũng kêu ngao và thường lòng. Tuy là con em không hát bài hát này, nhưng mà con em vẫn thuộc bình thường. Đó, mà lúc đầu nghe đó thì thắc mắc hỏi cũng nhiều lần lắm. Chú ơi, cái bài hát này đắp bộ một tình là như thế nào mà mình thấy cái bộ rồi cũng có ma trong này bài hát này không? Tại con em cái ma mà, khi mà nghe đắp bộ một tình là thấy cái bộ là mê bất tử, không có hồn ma. Hóa ra là cái bộ tình này là bộ khác, em hiểu. Dạ, bây giờ ca ha. Hôm nay đến đây gặp rất là nhiều gương mặt thân quen. Hôm nay gặp được anh ca sĩ Lê Sang nè, một trong những ca sĩ đầu tiên mà hát bài đắp bộ cuộc tình của chú. Mà đến bây giờ coi trên YouTube không mà giật mình luôn á, mấy chục triệu view rồi. Chúc mừng Sang nhé. Bài hát của Sang cũng làm chú say mê lắm. Chị ở ấp nào chú gặp em dạ? Dạ, một người chứ không phải là ấp 10 rồi, cảm ơn chị. Ngày Tết tặng em con dạng thọ, cảm ơn chị. Dạ. Thôi bây giờ đến đây rồi, xin hát góp vui nha. Dạ. Tôi cô ngồi mày góp, có nghe con rõ không? Mới cho một dạng thọ luôn, chính thức cô. Dạ rồi. Hôm nay là ngồi trước mặt chú, và chú có nhiều bài hát hay lắm, như là Các Sầu Vĩ Dạ nè, Quê Hương Và Bọc Mẹ nè, nhiều lắm. Nhưng mà chú thật dần nghĩ cho nên là chú đã hát giả nên là hát một cái bài tù của mình là con á. Chú ngồi trường thật là tuyệt vời và luôn luôn đầy lắm những tụ cười học trò thân yêu. Quên lỡ xa vào đôi mắt em, chiều năm xoa lắm mùi
Ngày xưa ai đã không
Sang ơi, đi ra với tôi bà nhé.
chuẩn bị dành cho ca sĩ Lê Sang một tràng tay. Thật ra là Lê Sang là anh em của Quang Lê, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, mà kiếp này có lần gặp lại. Dạ, hai anh em cùng họ luôn, họ Lê. Em là Quang Lê, còn anh kia là Sang Lê. Lời đầu tiên cho phép Lê Sang xin gửi lời chào đến tất cả quý vị có mặt trong ngày kỷ niệm của mẹ của chú Vũ Thanh. Hôm nay lời chúc sức khỏe lời chào cho bạn biết. Và hy vọng là mẹ sẽ phù hộ cho chú càng ngày viết những ca khúc thật là hay cho các anh em nghệ sĩ được hát và để cho đời nhiều ý nghĩa. Và cũng cảm ơn chú Vũ Thanh cũng đã biết cái khúc này mà Lê Sang cũng nhờ cái khúc này mà được khán giả trong nước và ngoài nước cũng đã biết đến ca khúc Tâm Hồn Cuộc Tình. Hiện nay cũng được nhận số tiền được bill hàng tháng cũng hơi cao, cũng rất là mừng. Cảm ơn chú. Trời ơi, sao vậy? Dạ. Tốt nhất là em đừng bao giờ quên cái kiếm công hàng trăm bỏ bài hát này lên YouTube rồi em thu tiền hàng tháng về. Em báo cáo em thu tiền càng nhiều là tự nhiên em đóng cho tác giả. Không, có nói đóng cho chú mà chú miễn phí cũng được. Trời ơi, càng không cần đâu, không cần cái tình thôi. Hôm nay được rất là hạnh phúc khi đứng gần thành tựu anh trai Quang Lê hát song ca là chắc lẽ cũng lần đầu tiên. Và hồi nhỏ thì đã mê thành tựu anh Quang Lê lắm rồi, nhưng hôm nay có dịp nên rất là hạnh phúc. Và bà con có thể cho chồng ở tay hai anh em hát hay được không? Xin mời. Thank you.
bài thử đi anh. Đã quá. Lâu lâu có gì dạ. Rồi chú, hồi nãy giờ là có chuyện hai tờ tiền. Giờ tập không mà tiền là tập tiền hơn nữa. Chở cơ. Dạ, không chơi. Không chơi mà nói chú là sai. Ở đây là bác mới. Tiếng bảo con nghe là... Tiếng bảo tắt la nha cả nhà, điện thoại hết pin rồi. Chào Dương Lên. Tiếng bảo xin gửi lời chào tới toàn thể cả nhà. Và hôm nay là ngày kỷ của bà Mỹ Quốc Anh. Chút xíu Tiếng bảo sẽ hát tiếp, điện thoại hết pin rồi. Hôm nay là ngày giao lưu cùng nhạc sĩ Vũ Thanh, nhạc sĩ sáng tác ca khúc Đắp Một Cuộc Tình nha cả nhà. Chào ông bác, ông con. Chút xíu nữa Tiên Bảo hát, Tiên Bảo sẽ like nha. Máy hết pin rồi, sạc pin cái đã. Bye bye cả nhà nha.